anh vừa nhìn. Giờ phút này em còn đến đây để làm chi nữa? Em đến đây thăm anh lần cuối. Để rồi mai này, để rồi mai này em sẽ theo chồng có phải không? Em đừng nói nữa, em hãy về đi. Anh vừa nhìn. Về dính đi kể từ đây, con luyến lưu làm chi, con dân dương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là quyền thoại. Anh nhiều giúp mẹ vì mà hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, anh biết làm sao? Anh đừng quên sao nói đi câu kia lìa, em muốn đau trong lòng bây giờ mình phải xa nhau. Ôi sao quá mong đành lòng chia ly chung con từ đây. Thôi đừng nói gì thêm nữa em ơi. Em tôi đánh xa cách, đánh hai tôi ngược một tình ta như đã tan xa. Lắc lại giữa đêm trường lòng nhớ mãi không quên. Mặt ngắm đã buông để nhòa và tiếng cười tan giấc mơ. Thank you.
gia đình hồng dân, em cũng khổ sầu và tan nát tâm can. Đối thì đối gì chứ anh nào có giống em đâu, bởi tất cả lại cho ba em sắp đặt. Hai ta chỉ đi cuối đầu chấp nhận đôi ngã đôi nơi đôi đứa ngộ vô người. Dũng ơi, rồi đây anh sẽ hiểu và thương em nhiều hơn. Đừng không chi em thôi buồn chi em, tình trai gan nên mình là duyên rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai người, vui buồn ai biết trong đời. Thi, anh
Dạ xin trân trọng cảm ơn tiếng hát của nam nghệ sĩ Đặng Thanh Hoàng cùng với nữ nghệ sĩ Kim Thoa.